Cận cảnh khu vực, hàng trăm khối đất đá đổ xuống đường sau những trận mưa lớn tại tỉnh Hà Tĩnh. Người lao động các tỉnh trở lại thành phố tìm việc sau giãn cách và những khó khăn. Đã xảy ra những tai nạn liên quan đến thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh, các phụ huynh cần lưu ý. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyện trưa 12 giờ. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thùy Dung và Hải Triều sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong 30 phút trưa nay. Ngay bây giờ xin được bắt đầu chương trình. Thiên tai lũ lụt đang trút xuống các tỉnh miền Trung. Dự báo từ ngày 22 tháng 10 trở đi, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hứng chịu những đợt mưa lớn trong suốt một tuần. Những hình ảnh sau đây phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà bà con miền Trung đang phải đối mặt. Tại tuyến đường DT547 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm khối đất đá đổ xuống đường rất nguy hiểm. Vụ sạt lở xảy ra vào tối 17 tháng 10. Đây là tuyến đường chính nối các xã ven biển của huyện Cẩm Xuyên với huyện Kỳ Anh. Tại hiện trường, hàng trăm khối đất đá từ trên núi bị sạt lở trôi xuống đường khiến giao thông ách tắc. Chính quyền địa phương đã kịp thời lập rào chắn, đặt biển cảnh báo để người dân không qua lại. Ngoài ra, tuyến đường quốc phòng ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cũng xảy ra hiện tượng sạt lở. Hàng chục khối đất đá đổ ập xuống đường khiến cho người dân không thể đi lại. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương cũng đã cùng lực lượng chức năng đến đặt rào chắn, biển cảnh báo để người dân không lưu thông qua vùng sạt lở. Hiện nay, các tỉnh miền Tây cũng như các địa phương có lượng người hồi hương nhiều sẽ có nguy cơ khó kiểm soát dịch bệnh nếu như người dân không chấp hành tốt các quy định phòng dịch. Điển hình tại Cà Mau mới đây, một nam thanh niên biết mình tiếp xúc với F0 nhưng về quê vợ và không khai báo y tế, sau đó dương tính và lây lan cho nhiều người. Tỉnh Cà Mau đã khởi tố đối tượng này vì hành vi kém ý thức của mình. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phê chuẩn lệnh khởi tố, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú với Lâm Minh Hiệp, sinh năm 1994, ngụ tại phường 8, thành phố Cà Mau. Bản thân Hiệp là F1 trở về từ nơi có dịch bệnh COVID-19. Hiệp biết tại nơi ở của mình đang bị cách ly y tế để phòng chống dịch, nhưng Hiệp đã cùng vợ về quê vợ mà không khai báo y tế theo quy định vì sợ bản thân bị đưa đi cách ly y tế tập trung. Hậu quả của việc không chấp hành quy định về khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 dẫn đến chùm ca bệnh SARS-CoV-2 làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho 5 người thân, đồng thời truy vết hàng trăm người có liên quan đến các F1, F2, F3 và phải phong tỏa cách ly y tế 2 ấp trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định. Hiện nay, nhiều tỉnh thành đang dần có những chính sách nới lỏng cho việc giao thông, tạo điều kiện để người dân đi lại. Hai ngày qua, các chốt trên tuyến quốc lộ 1, đoạn giáp ranh hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận cũng đã được gỡ bỏ, không để xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Các chốt giáp ranh các địa phương khác như là Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, ở quốc lộ 55, 28, 28B, tỉnh lộ cũng dừng hoạt động theo thời gian này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định thực hiện thí điểm hai tuyến xe như là Khoan Thiết Thành phố Hồ Chí Minh và Tuy Phong Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 10 với tần suất 2 chuyến mỗi ngày. Sau thời gian dài nghỉ việc vì dịch bệnh, hiện tại khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ đã kiểm soát được dịch, thì nhiều người lao động từ các địa phương cũng bắt đầu quay trở lại để tìm việc. Tuy nhiên, sự khởi động trở lại sau một khoảng thời gian dài giãn cách sẽ có nhiều vất vả và khó khăn. Những ngày gần đây, tại chốt kiểm soát trạm cảnh sát giao thông Tân Túc, đoạn giáp Thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã có đông đúc người lao động từ các tỉnh miền Tây trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Hiện tại thì các hoạt động kinh tế của thành phố đang dần được mở cửa, người lao động cũng mong muốn quay trở lại để nhập cuộc. Về quê khoảng 4 tháng trước khi mà giãn cách á, thì mình có nói chung là về công việc á, thì mình muốn quay lại để bắt đầu công việc thôi, với lại mình cũng chích vaccine rồi. Tôi đang hiện là kinh doanh ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Tôi quay trở lại làm việc trong cái thời gian chợ nó đang hoạt động lại. Mình đang bây giờ thì thị trường rất là còn chậm, nhưng mà có những nơi thì còn lưu thông, còn những nơi đó cũng chưa lưu thông được thông thoáng. Thì mình lên mình phục hồi lại lần để cho kịp cái thời gian tới gần Tết tới đây. Cũng như nhiều lao động khác, vợ chồng chị Phương Thảo, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lây hoay tìm kiếm việc làm sau dịch. Vốn là những lao động tự do, thế nên đây là cái khó của cả hai vợ chồng khi tìm công việc phù hợp ở thời điểm này. Trước dịch thì chú chạy xe ôm truyền thống thì kèm thêm chở hàng nữa, vòng vòng chú chóp ai kêu thì chở, thì cũng một hai mối chở hàng. Thì nói ngay thì nó không có dư giả mà cũng trang trải đỡ được phần. Mà khi dịch tới giờ là bế tắc luôn á. Bây giờ là hết dịch thì chung chung mở cửa lại thì mình cũng chưa chạy được. Như công việc trước đây của tôi làm giúp việc á thì
Bây giờ người ta cũng ngại vì không biết được là mình có bị bệnh hay không, cũng có đi tìm việc làm. Nhưng mà thật sự ra bây giờ tất cả các hàng quán thì họ chỉ có thể mở cửa để bán đi về thôi. Nhân viên thì họ chỉ tuyển một hai người chứ họ không thể tuyển một nhiều như trước đây được, công việc bình thường được. Bên cạnh khó khăn trong tìm kiếm việc làm thì xu hướng chuyển việc cũng đang diễn ra ở bộ phận lao động trẻ. Nhiều bạn trẻ đã nhìn thấy những tác động và thay đổi về cách làm việc trong thời đại dịch. Từ đó họ chọn tìm kiếm những công việc thích ứng hơn. Hiện tại thì mình đã nộp CV ở một số chỗ rồi và cũng đang trong quá trình đợi phỏng vấn. Mình cũng có một cái định hướng là tìm một cái công việc nào mà khi mà lỡ như dịch có bùng phát trở lại không thể tiếp tục đi làm thì mình vẫn có thể làm việc online hoặc là làm những cái công việc mà đáp ứng được nhu cầu mà mọi người vẫn cần trong hàng ngày trong cuộc sống. Sau một thời gian dài bị cầm chân, nhiều lao động đã xác định đây là thời điểm để tái lập cuộc sống. Các thành phố lớn cũng đang có những kế hoạch chính sách để đón những người lao động quay trở lại làm việc và phục hồi nền kinh tế. Nguyên nhân chính gây rụng tóc là do tế bào mầm tóc suy yếu, khác nhau ở nam và nữ. Quick Care riêng cho nam và cho nữ, thúc đẩy tế bào mầm tóc, giúp giảm rụng, kích thích tóc mọc nhanh, chắc khỏe hơn sau 8 tuần sử dụng. Quick Care giảm rụng, mọc tóc chắc khỏe. Dù diện đồ đơn giản, một mùi hương quyến rũ vẫn khiến ai nấy đắm say. Đào đi hương nước hoa với hạt lưu hương ngọc trai, cho bạn hương thơm thanh lịch quyến rũ hơn bao giờ hết. Thêm hai gói giá không đổi. Trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày với các biểu hiện đau bao tử, nóng rát ở vùng ngực, ở hơi, ở chua, hãy dùng Bình Vị Thái Minh với chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày. Trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, hãy dùng Bình Vị Thái Minh. Cái bôi Sudamix nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, dùng tốt cho những người bị viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ đĩa. Sudamix giúp giảm nhanh các triệu chứng ngứa, sưng sùi, bong tróc da và ngăn ngừa tái phát viêm da hiệu quả. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sâm Acelacon duy trì sức khỏe sinh lý nữ, bổ sung tinh chất glucotamus thiên nhiên, bảo vệ tái tạo cấu trúc nền của da, giúp da mềm mịn căng sáng từ bên trong. Sâm Acelacon, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Ngày mai là ngày 20 tháng 10, thị trường hoa bình thường sẽ rất sôi động và nhộn nhịp. Thế nhưng, vựa hoa lớn nhất tại Hà Nội là làng hoa Tây Tựu lại khan hiếm hoa để phục vụ cho dịp lễ quan trọng này. Như mảnh ruộng trước đây rực rỡ màu sắc với hoa hồng, hoa ly, thì hiện tại chỉ là ruộng bỏ không. Những vườn còn hoa thì lại gặp cảnh hoa không đủ tiêu chuẩn để bán. Người dân ở đây cho biết, nguyên nhân khiến sản lượng hoa sụt giảm lớn như vậy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời tiết. Mặc dù lượng hoa khan hiếm, nhưng giá hoa lại giảm 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, giá hoa hồng tại vườn đang dao động từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng một bó 100 bông. Để bảo vệ cây, người dân phải cắt hoa bỏ đi, tập trung chăm sóc cây với hy vọng vào mùa hoa Tết được giá. Khác với Hà Nội thì tại Lâm Đồng, thị trường hoa đã sôi động hơn hẳn khi dịp lễ 20 tháng 10 cận kề. Hơn 2 tuần trở lại đây, giá hoa hồng Đà Lạt tăng cao khoảng từ 2.500 đồng cho tới 4.500 đồng trên một cành. Người dân trồng hoa tại đây phấn khởi sau một khoảng thời gian dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ghi nhận tại các nhà vườn, hiện tại giá các loại hồng kem, hồng cánh sen, hồng trứng, hồng cam, hồng vàng có giá khoảng từ 2.000 đến 3.500 đồng một cành, tăng gấp đôi so với ngày thường. Riêng với các loại hoa hồng nhập từ nước ngoài có giá cao hơn khoảng từ 5.000 đến 7.000 đồng một cành. Với giá này, nhiều nhà vườn ngoài thu hoạch hoa phục vụ cho thị trường dịp lễ 20 tháng 10 còn tích cực chăm sóc cho vụ hoa chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Được biết, do nhu cầu tiêu thụ hoa cho dịp lễ 20 tháng 10 nên giá hoa hồng tăng mạnh. Ngoài ra, thời tiết thất thường đã tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh trên hoa hồng xuất hiện. Cùng với việc nhiều nhà vườn cắt giảm diện tích gieo trồng do ảnh hưởng dịch bệnh khiến cho sản lượng hoa đợt này giảm hơn 20%. Nhu cầu tiêu thụ cao nhưng nguồn cung không đủ cũng là nguyên nhân giúp cho hoa hồng tăng giá nhanh. Hiện diện tích trồng hoa hồng tại huyện Lạc Dương là 350 ha, chủ yếu đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh thành miền Trung, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này, sức mua hoa kiển ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng tăng cao khoảng 70%. Thương lái đến làng hoa ngày càng nhiều hơn, sức mua hoa kiển đang dần được cải thiện. Đây được xem là những tín hiệu lạc quan trong giai đoạn người dân bước vào trạng thái bình thường mới.
Ngoài không khí nhộn nhịp trên các tuyến đường hoa, thì tại bến Lên Hoa Kiển ở phường Tân Quy Đông, số lượng xe tải đã về đây nhiều hơn để chở hoa đi các nơi tiêu thụ. Các chủ vựa hoa kiển ở làng hoa Sa Đéc cũng đang ra sức thu gom hoa kiển để cung ứng cho thương lái ở các tỉnh. Các loại hoa kiển đang được tiêu thụ mạnh thời điểm này là cỏ nhung, cây công trình, cây lá màu. Đặc biệt, có một số loại hiện không đủ hàng cung ứng cho thương lái như hoa hồng, cỏ nhung do trước đó thực hiện giãn cách xã hội đông dân cắt cơi, nên hiện nay cây chưa kịp ra hoa bán cho thương lái. Riêng cỏ nhung do thực hiện chỉ thị 16 không được tập trung đông người nên việc trồng cỏ bị gián đoạn, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Hiện tại, bà con nông dân làng hoa đang tích cực chăm sóc để kịp có hoa giao cho thương lái, đồng thời sắp xếp lại hoa kiển và chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nhâm Dần 2022. Theo thống kê, hiện làng hoa Sa Đéc có hơn 2.300 hộ trồng với tổng diện tích làng hoa hiện nay gần 700 hectare. Không hiểu vì lý do gì khi chỉ là một kênh rạch nhỏ, thế nhưng lại thu hút hàng ngàn con cá kéo đến trú ngụ và số lượng đàn cá tại đây đang không ngừng tăng lên. Sự việc thú vị này xảy ra trên rạch Thị Đam, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông Lương Thanh Hảo, 69 tuổi, xã Bình Thành Đông, huyện Phú Tân, An Giang cho biết, hơn một năm trước, ông tình cờ phát hiện đàn cá lạ dưới sông. Ban đầu, gia đình ông dùng mồi nhử cho cá ăn làm niềm vui, nhưng không ngờ cá hội tụ về ngày càng nhiều, số lượng ước gần 3 tấn. Thế vậy, ông đã dùng cây cắm xung quanh để rào lai khu vực này và thả lục bình trên mặt nước để giữ đất bờ sông nhằm bảo vệ đàn cá, tránh người dân đánh bắt. Theo ghi nhận, rạch Thị Đam có chiều rộng khoảng 30m và dài hơn 3km. Rạch nằm song song với dòng sông Hậu. Đàn cá ở rạch Thị Đam nằm phía sau gia đình ông Hảo, chủ yếu là cá tra. Từ khi về trú ngụ nơi này, đàn cá được cho ăn thức ăn và chăm sóc kỹ, nên hiện tại có trọng lượng từ 0,5 đến 1,5kg một con. Chủ tịch UBND xã Bình Thành Đông, huyện Phú Tân cho biết, khu vực này có nước sâu hơn chỗ khác nên cá kéo về ở nhiều. Lợi dụng nhu cầu học online của các em học sinh tăng cao, nhiều đối tượng vì ham lợi nên đã bất chấp vi phạm pháp luật để buôn lậu các thiết bị điện tử. Hôm qua, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hàng trăm thiết bị điện tử không rõ nguồn gốc của các cửa hàng bán đồ công nghệ để điều tra về xuất xứ. Công an quận Thanh Khê đã kiểm tra hai cửa hàng kinh doanh laptop trên đường Hàm Nghi, tuyến phố chuyên kinh doanh hàng điện tử trên địa bàn. Phát hiện lô hàng gồm hơn 76 laptop các loại, 427 ổ cứng, 108 chục laptop, 80 đế tản nhiệt laptop, cùng nhiều phụ kiện đi kèm. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở này chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc, chủ của các cơ sở thừa nhận nhập số laptop và các mặt hàng điện tử liên quan để phục vụ cho nhu cầu trực tuyến của học sinh, sinh viên trên địa bàn trong mùa dịch, bất chấp sự không rõ ràng về xuất xứ. Buôn bán tràn lan các thiết bị học trực tuyến chất lượng không được kiểm soát sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của các em học sinh. Việc đảm bảo an toàn cho các em khi học trực tuyến sẽ tiếp nối chuyện trưa hôm nay. Trong tiêu điểm, mời quý vị cùng tiếp tục với chúng tôi. Xiaomi 11T Series 5G, quay phim chuẩn điện ảnh, đặt trước ngay. Rau này từ đâu em? Rau sạch từ Vinmart đó anh. Từ đâu? Thì rau mua từ Vinmart. Thì sạch rau sạch tươi ngon. Vinmart tay trồng tay chăm. Rau sạch Win Eco. Chăm sạch theo quy trình Nhật. Thịt sạch là Meat Deli. Cung cấp theo chuẩn châu Âu. Thịt heo sạch Meat Deli. Hãy tới Vinmart để có tươi ngon thượng hạng. An tâm sức khỏe gia đình. Mẹ là đầu bếp thượng hạng. Siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng tươi ngon thượng hạng. Nhà máy thép Tung Hồ sử dụng phế liệu sản xuất thép hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, không phá hoại môi trường, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Tung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Sting với vị dâu thơm ngon sảng khoái, cùng công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi cho bạn nguồn năng lượng mạnh mẽ. Sting bật năng lượng sống bứt phá. Tiêu khiết thanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản, mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn nhờ có tiêu khiết thanh.
tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Tinh thần vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Tinh thần vương giúp lợi tiêu. Ích thận vương hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích thận vương giúp bảo vệ thận. Nga phù khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho chị em chúng mình, hỗ trợ làm giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Viêm khớp thoái hóa khớp gầy cứng khớp, đau nhức khớp gối, vai gáy, lưng, cột sống, tay chân. Nguyên nhân do lão hóa và cơ thể tự viêm. Sex mới từ Mỹ giúp giảm đau, tái tạo sụn khớp nhờ bảo vệ màng hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa và bảo vệ xương khớp chắc khỏe, giúp bạn vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Sex thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo sụn khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Sex thế hệ mới, công thức đột phá, đã tốt, nay còn tốt hơn, chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Ngày 10 tháng 9, một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội đã bị điện giật tử vong. Công an xác định trong lúc học trực tuyến do máy trục trặc, nên nam sinh đã dùng kéo chọc vào ổ cắm điện, dẫn đến bị giật điện. Ngày 14 tháng 10, một bé trai học lớp 5 tại Nghệ An cũng đã tử vong sau khi điện thoại phát nổ. Nguyên nhân chính từ việc em vừa học online vừa sạc pin. Thưa quý vị, vừa rồi là những vụ việc đau lòng đã xảy ra với con em khi phải học trực tuyến. Chúng ta đều biết rằng hiện nay các thiết bị máy tính, điện thoại là phương tiện duy nhất để kết nối các em với trường học. Chính vì thế hiểm nguy luôn rình rập vì thiết bị điện tử hiện nay được bán tràn lan, chất lượng không được kiểm soát. Do đó làm sao để đảm bảo an toàn cho các em là vấn đề cấp thiết đặt ra. Trung bình phải ngồi học liên tục từ 2 đến 3 giờ cùng chiếc điện thoại cũ của gia đình. Bạn nhỏ này phải vừa học vừa kiểm soát. Con chú nó học từ gần 2 tháng nay rồi. Học với cái máy cũ của chú xài lại á. Và cái máy của chú nó cũng không đảm bảo mấy. Tại vì cái máy của chú đang học mà bây giờ pin nó cứ tụt, nó nóng lắm. Vừa sạc vừa học, mấy ngày nay liên tục. Pin nó lại cũ mà cái máy cái đời nó cũ nữa. Cho nên là nó chai pin hay sao đó. Học là phải sạc liên tục. Từ những câu chuyện thương tâm xảy ra gần đây, như ngày 10 tháng 9, bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị điện giật tử vong. Công an xác định trong lúc học trực tuyến do máy trục trặc, nên nam sinh đã dùng kéo chọc vào ổ cắm điện dẫn đến bị giật. Hay một bé trai học lớp 5 tại Nghệ An đã tử vong vào ngày 14 tháng 10 sau khi điện thoại phát nổ. Nguyên nhân chính từ việc em vừa học online vừa sạc pin đã cho thấy vừa học vừa sạc thiết bị đã trở thành một thói quen của nhiều bạn học sinh. Tuy nhiên, không phải gia đình hay phụ huynh nào cũng chú ý đến vấn đề này. Mấy ngày nay nghe TV nói chú mới sợ đó. Chú mới để đến chuyện đó. Có lần thì bé cũng có làm, nhưng mà ba la, bởi vì trường hợp đó nó rất là dễ xảy ra về vấn đề điện, cho nên là không có cho bé cắm. Từ mà những cái bị nóng lên phát nổ thì nó có một cái nguyên nhân á, cái nguyên nhân là do cái pin của nó nóng lên, và khi mà nóng lên thì nó sẽ phát sinh nhiệt và có thể là gây đỏ mạch, thì cái tình trạng đỏ mạch nó sẽ làm cho thiết bị mình nó phát sinh sự cố là cháy nổ. Hoặc là đối với những cái thiết bị mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuy nhiên nó đã quá cũ, thì nó vẫn có dẫn đến cái trường hợp là cháy nổ. Nếu không có giải pháp để phòng ngừa, các vụ việc tương tự có thể tái diễn trong tương lai, khi dạy và học trực tuyến là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Trong đó, sự quan tâm của cha mẹ được đặt lên hàng đầu, và để kéo dài tuổi thọ của thiết bị cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị, bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của nhà sản xuất. Là thường trước khi ngủ là mình đã sạc cho các bé, để mà buổi sáng thì các máy nó đều đầy pin, thì như vậy nó sẽ tiện cho các bé trong vấn đề sử dụng. Đừng có vừa sử dụng vừa cắm sạc thì nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng nóng máy. Thì khi mà sử dụng á, mình khuyến khích nên để cái thiết bị của mình ở một cái nơi nào đó thoáng, thông thoáng, thì mình có thể là ở trong phòng máy lạnh nè, hoặc là mình có thể bật quạt cửa sổ để cho nó giải nhiệt được tốt hơn. Mình có thể chọn thêm một cái giải pháp nữa là mình vừa sạc vừa sử dụng, tuy nhiên mình sạc bằng cục sạc dự phòng. Thì sạc dự phòng thì nó sẽ không cắm điện trực tiếp vào nguồn dòng điện của mình. Nó chỉ cung cấp là điện một chiều, cho nên nó sẽ an toàn hơn trong quá trình sử dụng của mình. Chúng ta cũng có thể là sử dụng cái loại quạt làm mát điện thoại. Hiện nay trên thị trường nó cũng có cung cấp cái loại thiết bị này, khoảng từ 100.000 đến 200.000 một cái thiết bị. Gia đình trang bị thêm cái CB chống giật, để có cái trường hợp mà chập xảy ra thì cái CB nó sẽ bảo vệ cái tính mạng của chúng ta.
Theo tiến sĩ Võ Đình Tùng, phụ huynh cần chú ý thêm đến các vấn đề sử dụng điện và các thiết bị phụ trợ như chui cắm điện phải ghim chặt vào ổ điện, không để lỏng lẻo, dây điện phải đảm bảo không bong tróc, đặc biệt dây và chui sạc của các thiết bị cần sử dụng những loại có nguồn gốc rõ ràng. Là hãy chú ý cái sự thay đổi cái hình dạng của thiết bị. Ví dụ như là màn hình bị phồng lên hay là các cái đường nối nó bị hở ra, thì những cái hiện tượng đó là nó có thể gây ra cái việc là phát nổ đối với các thiết bị cầm tay. Các chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp của các giáo viên trước mỗi giờ học, nên thường xuyên nhắc nhở, tư vấn, khuyến cáo các em về vấn đề an toàn thiết bị điện, an toàn trên môi trường mạng để trẻ có ý thức và lâu dần sẽ hình thành kỹ năng. Hiện nay, một số tổ chức đoàn thể của quận Tân Bình cũng đã tham gia tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ gia đình về vấn đề tạo môi trường an toàn cho trẻ khi học online. Vai trò này cũng cần được nhân rộng hơn để giúp cho trẻ tránh những nguy hiểm, tai nạn rình rập. Trong phần tiếp theo của chương trình, sau tai nạn dưới mưa, thanh niên bị ô tô hút văng. Bức tranh vẽ nên từ tro tàn của các vụ cháy rừng Amazon. Đang đứng dừng đèn đỏ dưới cơn mưa, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ va chạm không tưởng. Đoạn clip dưới đây sẽ là bài học đối với các bác tài khi chạy trên đường vào trời mưa. Theo diễn biến đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình, tài xế ô tô đi với vận tốc khá nhanh, đang vô tư nói chuyện với người bên cạnh. Có lẽ do mưa bị hạn chế tầm nhìn, nên tới ngã tư đã tông mạnh vào người điều khiển xe máy đang đứng dừng đèn đỏ. Vụ va chạm bất ngờ khiến nạn nhân bị lộn nhào, ngã ngửa ra sau. Cả người và xe máy bị bắn ra xa vài mét. Chứng kiến sự việc, người ngồi cùng xe của tài xế ô tô hốt hoảng hét lên trong kinh hãi. Nếu như khi trời mưa, ô tô đi chậm và tập trung hơn, thay vì mãi mê nói chuyện, thì có lẽ đã không xảy ra tai nạn. Sau đây là một vụ trộm khá táo tợn khi tên đạo chích đã dùng kẽm khóa cửa phòng từ bên ngoài để tránh bị ngăn cản khi trộm xe. Sự việc xảy ra tại nhà trọ của xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi và cảnh giác. Theo đoạn clip, hai đối tượng chạy xe tới trước một khu trọ, đồng bọn đợi xe bên ngoài. Đối tượng to lớn hơn đi vào khu trọ quan sát. Sau đó, dùng dây kẽm cột khóa trái một phòng trọ, rồi dùng chân đạp phá khóa cổ chiếc Sonic 150, biển số 67L2-46299, rồi dắt ra ngoài tẩu thoát cùng đồng bọn. Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông cầm dao chém dã man người phụ nữ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cho dân tình vô cùng phẫn nộ. Sự việc xảy ra ở một cửa hàng bán kính tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và được camera an ninh ghi lại. Cụ thể, trong đoạn clip, một người đàn ông xông vào nhà, cầm theo con dao, hung hăng chém lên đầu và thân của người phụ nữ. Nạn nhân hoảng loạn ngồi thụp xuống, cầm quyển sổ cố ngăn cản những nhát dao chí mạng. Nhân lúc đối tượng không để ý, người phụ nữ vội chạy thẳng vào trong. Người đàn ông vẫn đuổi theo sau. Tại hiện trường còn có một người đàn ông áo đỏ. Vậy nhưng, theo diễn biến trong clip, người này chỉ hoảng sợ bỏ chạy, chứ không hề có hành động can ngăn. Một nghệ sĩ Brazil đã sử dụng tro bụi, tàn tích của tình trạng cháy rừng Amazon để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đường phố ở Sao Paulo, góp phần nâng cao nhận thức về môi trường. Đây là bức tranh tường rộng 1.000 m2 do nghệ sĩ Mundano sáng tạo nên. Anh đã sử dụng nguyên liệu chính là tàn tro của các vụ cháy rừng Amazon để tái hiện lại hình ảnh xúc động về một người lính cứu hỏa đứng cạnh cảnh phá rừng, hỏa hoạn và xác động vật. Bức tranh tường này là một phần của dự án đa phương tiện kết hợp nghệ thuật và hành động lên tiếng chống lại sự tàn phá môi trường vùng rừng Amazon ở Brazil. Chỉ riêng trong tháng 8 năm nay đã có hơn 28.000 vụ cháy rừng Amazon ở Brazil. Mới đây, người dân của thành phố Bilbao của Tây Ban Nha được một phen hú vía khi phát hiện một chiếc đầu bé gái khoảng 10-12 tuổi có kích thước khổng lồ nổi lên trên sông. Đâu là nguyên nhân của chuyện kỳ lạ này? Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhìn chăm chăm từ làn nước âm u của sông Nevian ở thành phố Bilbao, khuôn mặt giống như thật của một cô gái trẻ chết đuối trong thủy triều đã khiến người dân thành phố Tây Ban Nha lo lắng kể từ khi cô xuất hiện mà không được báo trước. Nghệ sĩ siêu thực người Mexico Ruben Orozco cũng đã tạo ra một nhân vật bí ẩn mang tên Bihar cho một chiến dịch của quỹ BBK để khuyến khích tranh luận về tính bền vững. Orozco hy vọng thông qua bức tượng này mọi người sẽ ý thức được rằng hành động của họ có thể nâng chúng ta lên hoặc là dìm chúng ta xuống. Cục của mì chim 10, mì to thì được gì? To hơn mì khác 20%. Ghi điểm người thương phải thật ấn tượng. Chọn ngay mì to có siêu năng lượng. Muốn dứt nghiệp ế, phải luôn dư sức. Để làm anh hùng cũng phải có lực. Mì to cho đường tình sáng tỏ. Cảm ơn Kokomi 90 siêu năng lượng. Mì Kokomi 90 siêu năng lượng giá vẫn 3.500. Kokomi. Tôi thích mọi thứ phải nhanh gọn nên tôi chọn Sinlay với công nghệ xả bọt nhanh. Sự lựa chọn trên cả vẹn toàn bột giọt. Không chỉ sạch nhanh mà còn xả bọt nhanh. Việc nhà phải nhanh gọn vì tôi còn tất bật với đam mê. Mỗi chúng ta đều có thể vươn xa trên cả vẹn toàn. Xin lại, sạch nhanh, xả bọt nhanh. Khám phá điều bạn đang bỏ lỡ. Trải nghiệm toilet thông minh từ Kohler. Mở ra bộ sticker Minion. Mua đi yeah. Bon, tặng ngay Minion. Quà vui quá đã. Trang phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chứng bụng, đi cầu nhiều lần. Trang phục Linh Plus cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Giao bằng xe máy cho đến xe tải, giao bằng bán tải, luôn cả xe van, giao đến tận nơi dù xa hay gần. Lúc nào bạn cần, chúng tôi luôn có. Tải app Lalamove ngay hôm nay. Giảm ngay 50% cho 3 đơn hàng đầu tiên. Không hề báo trước, mới đây Mỹ Tâm đã đánh úp khán giả bằng một album hoàn toàn mới. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khiến cho khán giả vô cùng thích thú khi khoe giọng trong các ca khúc Bolero. Theo đó thì album Bolero Edition đơn thuần là tuyển tập nhưng cũng đầy đủ khiến cho fan của Mỹ Tâm thưởng thức trong khi chờ đợi sự trở lại chính thức của cô trong thời gian tới. Trên trang Facebook chính thức của Hòa Mỹ Tóc Nâu cho biết cô sẽ phát hành album Bolero Edition. Đây có thể xem như một món quà mà Mỹ Tâm gửi đến khán giả trong lúc chờ đợi màn trở lại chính thức của cô. Album tập hợp 11 ca khúc thuộc dòng nhạc Bolero từng được Mỹ Tâm thể hiện, nay được thu âm chỉnh chu với nhiều ca khúc bất hủ như Sầu Lẻ Bóng, Sâu Tím Thiệp Hồng, Họa Trinh Nữ, Đôi Mắt Người Xưa. Tất cả đều là những bản Bolero quen thuộc với đông đảo khán giả và từng được Mỹ Tâm trình diễn tại các đêm nhạc, đêm diễn phòng trà suốt nhiều năm qua. Có thể thấy sự đa năng trong giọng hát đã giúp cho Mỹ Tâm để lại dấu ấn mạnh mẽ trong nhiều dòng nhạc và Bolero cũng không ngoại lệ. Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người đẹp đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm nay Miss Grand International năm 2021. Trong video giới thiệu thuộc khuôn khổ của cuộc thi, Thùy Tiên đã có phần chia sẻ đầy ý nghĩa với chủ đề Stop Covid-19. Suốt nhiều tháng qua, Thùy Tiên đã tham gia các hoạt động thiện nguyện mùa Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ, tham gia vào những chuyến đi trao quà cứu trợ cho người dân khó khăn, trao quà động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, cô nhận ra một điều rằng người dân rất kiên cường. Người đẹp nhận thấy Covid-19 sẽ dừng lại vì thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đã và đang tiêm vaccine, thực hiện tốt 5K, một cuộc sống bình thường mới đang mở ra. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1998, sinh viên khoa Pháp văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để sang xứ Chùa Vàng đón sắc với các người đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cuộc thi Miss Grand International 2021 xứ Chùa Vàng đón sắc với các người đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cuộc thi Miss Grand International 2021 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Các thí sinh sẽ đến Thái Lan từ ngày 13 tháng 11, sau đó di chuyển về thủ đô Bangkok.
ngày 30 tháng 11 diễn ra phần thi quốc phục, ngày 2 tháng 12 diễn ra bán kết và ngày 4 tháng 12 là đêm chung kết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay cùng với Thùy Dung và Hải Triều. Chương trình sẽ quay trở lại vào khung giờ này ngày mai trên HTV7, HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị nhớ chú ý đón xem để cập nhật cho mình nhiều thông tin cần thiết. Còn bây giờ, Thùy Dung và Hải Triều xin chào và hẹn gặp lại.